Vâng, chào các bạn. Tôi đang có mặt tại trước điểm bán cua của dì Ba. Thì vẫn như thường lệ thì mới 11 giờ 30 phút thôi, nhưng mà có rất nhiều người đã đứng đợi sẵn và lấy ghế ngồi theo hàng lối để đợi cua ra để mua. Hiện bây giờ thì 11 giờ rưỡi trưa nhưng mà dì Ba thì cũng vẫn chưa ra. Khách thì từ nhiều nơi đã tập trung lại đây để chuẩn bị mua cua. Tôi cũng xin chia sẻ một số thông tin để một số bạn mới vào kênh để xem thì để biết được là dì Ba là một người phụ nữ 70 tuổi và bán cua ở vỉa hè Sài Gòn được khoảng 33 năm. Và dì Ba là một cái thương hiệu mà được nhiều người tìm kiếm trong thời gian qua bởi chất lượng cua ngon, chất lượng và có giá cả hợp lý, khiến cho nhiều người tìm về để ủng hộ. Kể cả những người ở bên Mỹ, bên Úc hoặc là Hàn Quốc, Ấn Độ, họ cũng về đây để ủng hộ cho dì Ba. Vâng, tôi thấy hiếm có cái điểm bán hàng nào mà người dân tập trung trật tự và nề nếp như điểm bán cua của dì Ba. Người dân ngồi trên ghế ngay ngắn. Mọi người cũng dựng xe vào lề để đợi. Việc kiểm soát một cái điểm bán hàng vỉa hè như cua dì Ba mà được như thế này thì đó rất là tốt rồi. Không phải ở đâu cũng làm được. Kể cả những cái điểm bán hàng lớn, những cái nhà hàng, những cái quán ăn lớn thì khó mà được nề nếp và trật tự như thế này. Người dân bình tĩnh chờ đợi lấy số thứ tự. Vâng, khoảng 12 giờ thì cua bắt đầu đến rồi nha bạn. Nhiều người đã đợi ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi. Và đúng 12 giờ thì cua mới đến. Cua thì được để cho một cái thùng xốp chia thành nhiều bọc ni lông khác nhau. Những cái người giúp cho dì Ba đang vận chuyển cua xuống để phục vụ khách hàng. Rất là nhiều người đứng ở ngoài, khiến cho chúng tôi cũng không thể vào bên trong được để đây, có một chỗ vào đây rồi. Cua rất là chắc và rất là to. Một con cua thì có trọng lượng khoảng tầm từ 600 gram đến 700 gram. Cua này rất là to, không có dây. Nhiều người họ đến đây họ mua vài ba ký mà cũng có người mua 5-7 ký các bạn. Thậm chí là bán một con thì vẫn bán bình thường. Một con cua được bán với giá 203.000. Không biết đủ. Chỉ trong khoảng 15 phút thì hầu như là 21. Cua đã khá là vơi đi rồi. Hai con này em ơi, bảy con đó. Người mua rất là đông. Em ơi, và bán luôn tay. Một con rồi. Mặc dù dì Ba cũng chưa đến ra đến nơi nữa.
nhưng mà những cái người phụ giúp chị ba đã đang tất bật, họ luôn tay bán hàng. Chiều hai thì còn 900 mấy là mất rồi. Rất là nhiều người đang đứng đợi ở đây, họ mua theo số thứ tự đàng hoàng và không có ai giành của ai hết. Cái số thứ tự bao nhiêu là mua hết lượt người này đến lượt người khác. Khi mà mua cua thì sẽ đưa được kèm với lại khi mua cua thì được kèm với muối tiêu chanh. Em lấy thẻ đi chị ơi. Mà lấy ba một con thôi. Tính riêng đúng không? Hai con, hai con nữa. Nam thanh niên người Huế này thì rất là nhiệt tình phụ giúp cho chị ba. Anh đến từ Huế và có vẻ như là một sinh viên. Anh này là vừa phát số, vừa giữ xe rồi vừa bán hàng. Anh là người đàn ông duy nhất bán hàng ở đây. Vâng, còn nhiều chị ơi, chị ba còn ra nữa mà, đợi cho em tí đi. Chị ba chưa có ra chứng khoản, không có chị ba. Nói gì đôi khi tưởng là người ta không phải vô chị ba nữa rồi. Bán hàng mà như thế này thì ai cũng thích các bạn nhỉ. Rất là đông. Bán hàng mà như này thì quá sướng. Mọi người cứ chờ nhau đến lượt để lấy thôi. Hàng ra bao nhiêu thì hết bấy nhiêu. Cua đã vơi đi gần hết rồi các bạn. Nó chỉ còn khoảng 10-15 con để đến. Bán nhanh thôi. Tuần này cua thì bán khoảng chắc 10 phút là hết. 423 ngàn chị ơi. Mình ở đây mình quay nãy giờ 23 phút rồi các bạn. Chưa có hết nữa. 423 hiệp 1 thì đã hết cua rồi các bạn. Đang chờ hiệp 2. Hiệp 2 thì sẽ có cua đến trong khoảng 10 phút nữa. Chỉ còn có một con cua thôi. Nên khách vẫn còn đợi để lấy thêm cua. Mặc dù là hết hiệp 1 rồi nhưng mà có rất là nhiều người vẫn còn đứng đợi đây. Để đợi đây dì ba mang cua ra tiếp. Để tiếp tục bán vào trưa nay. Còn rất nhiều người, rất đông người vẫn tập trung ở đây để chờ mua cua. Vâng, dì ba thì giờ về tới các bạn. Dì ba thì đúng 12 rưỡi. Đúng 12 rưỡi thì dì ba mới xuất hiện. Mang theo một cái bịch cua lớn nữa. Em chị ba lấy được.
ra gì ba đưa cho em. Chị sẽ sáng cho em đi chị. Cái sao em sợ không em. Rồi kêu số đây. Chưa ba. Chưa chưa. Đó chị gái lấy đi rồi để con kêu số. Chị đợi cho em tí đi chị. Cô gái lấy cái rồi mà em gọi chị. Giọng của chúng tôi không át nổi giọng anh giọng Huế kế bên. Anh giọng Huế kế bên có kinh nghiệm mà nói nên nói to lắm. Tôi thì không dám nói to ở đây. Vâng, người giúp dì ba vừa thông báo là hôm nay chỉ có cua gạch thôi. Toàn những con cua bành kỳ, rất là bự. Dạ mới tới số 32 à anh số bao nhiêu vậy? 36 phần còn nhiều á. Dạ, gửi cho em tí. Ba con thấy gì gái ơi? Rồi ba con. Giấy này hả cô? Rồi chị ơi, chị số 33 chị lấy gì chị? Chị cho em cái số lại gái. Ba con gạch hả? Ba con gạch, ba con thịt. Dạ. Nhiều người dân đi ngang qua đây thì họ không biết đây là cái gì. Thấy đông đông thì họ cũng đứng lại xem. Nhưng mà họ tưởng là cái chỗ đánh bài hay là đánh bạc gì đó thì họ dừng tò mò họ coi. Nhưng mà không phải, đây chỉ là một cái điểm bán cua thôi. Điểm bán cua gì ba.